人類糊塗光，現實世界能忘記夢回憶拍萬裏浪。從未曾願望過，從未曾幸福過，誰要如我強者的手裏無快樂？未曾入睡過，從未曾被釋放，誰悔恨過？誰可背負功勞？回頭只得到和我，無人會再旁。Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ngủ say quá đó. Mơ giấc mơ đẹp hả? Không mà. Lúc nãy em có nói mơ hả? Phải đó. Cả tối em cứ như vậy mà gọi Ringo, Ringo. Đừng có đi mà. Vậy dường như là anh đang nằm mơ nhiều hơn đó. Anh cũng muốn tiếp tục được nằm mơ. Cũng gần 8 giờ rồi đó. 8 giờ? Em còn chưa làm cơm hộp. Em về nhà trước đi. Đi chỗ. Hả? Cảm ơn nha. Lát nữa gặp. Làm gì vậy? Không sao mà, không sao. Sao rồi hả? Tỉnh rồi sao? Có thấy đỡ hơn không? Uống miếng nước trước đi. Anh nhức đầu quá. Phải rồi. Tối qua làm thế nào em đưa anh về? Giống bình thường anh cõng em về thôi. Giờ rốt cuộc em cũng biết trước đó anh vĩ đại thế nào rồi. Sao chứ, em cũng rất vĩ đại. Em còn phá giới cùng anh uống rượu nữa. Vậy tại sao tối qua anh uống nhiều như vậy chứ? Không có gì. Có phải có liên quan tới Ringo không? Em đừng nhắc người này nữa. Anh đã quyết định sau này không về thiên khống nữa đâu. Vậy... em không cần phải hỏi nữa. Được rồi, em sẽ không hỏi gì hết. Nói chung nếu anh không về đó, em cũng sẽ không về. Anh đi đâu, em đi đó. Anh xin lỗi. Lúc nãy ngữ khí của anh có hơi nặng một chút. Chuyện này chúng ta sau này hẳn nói tiếp. Em đi lấy thuốc nhức đầu cho anh. Ừ. Anh Ken à, số tiền chuyển vào tài khoản tôi kiểm tra rồi, không có vấn đề. Làm phiền rồi. Chỉ có một chuyện tôi muốn anh giúp tôi để ý một chút. Tôi có một người đồng nghiệp. Tôi muốn biết gần đây anh ta có từng điều động lượng lớn tiền bạc hay không. Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin của anh cho anh. Đi ăn trưa ở Hoa Viên không trung không? Chà, đẹp quá à. Ngon lắm đó. Vậy sao? Gì chứ, cà rốt dường như không đủ mềm lắm. Không phải mà. Có mùi vị, còn rất ngọt nữa. Ngon hay không ngon, anh nói thẳng là được rồi, không cần nương theo em. Thật ra giữa người và người thì thành thật mới là quan trọng nhất. Không phải dỗ ngọt, đương chiều đối phương sẽ vui hơn hay sao? Em thì không phải. Em thành thật trước vậy. Em muốn nói thật ra em không biết gì về làm công việc nhà, cho nên anh Khang mới phải như người lớn vậy để đỡ đần em. Nhưng thật sự em thà rằng nó giống như một đứa trẻ 7 tuổi vậy. Vui vẻ mà chơi, vui vẻ mà cười, không cần lo lắng chuyện gia đình. Cho nên một gia đình hoàn chỉnh là quan trọng lắm. Ừ, anh cũng nghĩ vậy đó. Anh Khang từ nhỏ đã không có ba, nên em phải cho nó những gì tốt nhất. Cho nên giáo dục thì nhất định sẽ là chi tiêu lớn nhất. Nhưng tiền cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là làm sao có thể dạy tốt nó. Làm ba mẹ người ta thật không dễ dàng. Lại phải đi làm, lại phải bỏ thời gian chơi với nó. Thật là không phải ai cũng có thể gánh vác được. Em còn từng nghe nói con trai sẽ sùng bái thần tượng, sẽ bắt chước ba làm việc. Nên vai trò của người cha rất là quan trọng. Không phải dễ vậy, nên phải nghiêm túc suy nghĩ cho thật kỹ. Anh có nghe em nói hay không? Đương nhiên có rồi, còn rất nghiêm túc nữa. No problem. Cho dù em có yêu cầu gì, có suy nghĩ gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không có vấn đề. Anh Lâm à, được rồi, nghỉ một chút đi. Anh có tiếp tục điều tra mấy người đó? Có. Đỗ Chí Nhân quay về phụ giúp tìm cháu của bà Cổ. Làm Tính Quy thì lâu lâu cũng xuống dưới đó. Cho Bộ Du thì đã ghi danh theo học chương trình thiết kế. Còn về Lâm Tấn thì tạm thời không có chí hướng nào hết. Nhưng mà không có ai trở về công ty hết. Xem ra nhóm của bọn họ đã tan hết rồi. Vậy thì tốt nhất. Không ngờ là muốn phá đám người này cũng không phải khó khăn lắm. Con người đương nhiên là ích kỷ rồi. Chỉ là có lúc không đoán được tình ý của đối phương với mình thôi. Anh Lâm à, có cần phải... Không cần. Con người trong mối quan hệ một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì rất khó quay đầu lại. Ringo bây giờ không còn hậu phương nữa, nhưng mà vẫn còn một người có thể giúp được nó. Việc này anh cứ giao cho tôi đi. Tôi biết làm sao đối phó với người này rồi. Tôi thật sự muốn xem thử, sau khi Ringo mất hết tất cả, con có thể làm sao mà chơi với tôi. Đang bận gì vậy? Muốn ăn cơm có thể kiếm em. Làm xong anh sẽ gọi em. Nhân Nhân à, cô qua đây coi thử. Nè khoan tạp, uống ly nước trước đi. Ê, cảm ơn. Nè tránh ra đi, dơ bẩn hết rồi kìa. Cắn cô bây giờ. Nè, cứu tôi với. À, Ringo, cứu tôi. Cyrus, vào đây đi. Sao hả? Có nhiều việc làm lắm mà. À, không phải. Con đã ở đây suy nghĩ nên hợp tác với công ty công nghệ sinh học nào thôi. Ừ, con nói thử suy nghĩ của con rồi ba cho ý kiến. Dạ được. Lần trước ba công ty mà ba đưa cho con, kỹ thuật viên nghiên cứu của họ đều khác nhau. Mỗi bên đều có ưu điểm. Nếu như chỉ nhìn quy mô thì công ty TKC này lớn nhất. Vậy có phải hợp tác với họ sẽ an toàn hơn? Hợp tác công ty lớn đương nhiên an toàn rồi. Nhưng mà công ty nhỏ có tính mềm dẻo của họ. Ừ, cũng phải. Con đã từng nghĩ Mỹ Thế Đại là lấy thị trường châu Á làm chính, nên hợp tác với công ty Đài Loan hay là Nhật Bản có vẻ sẽ thích hợp với khách hàng của chúng ta nhiều hơn. Có lý đó. Vậy Nhật Bản và Đài Loan ba thấy sao? Vậy lần trước khi họp con đề xuất hợp tác, mấy cô đồng có ý kiến gì không? Con cảm thấy họ quan tâm nhất cũng là vấn đề tiền bạc. Con có tính sơ qua Nếu hợp tác với công ty Đài Loan, giá thành sẽ thấp hơn 10%. Vậy con cũng đã có quyết định rồi. Cảm ơn ba nhiều lắm. Không cần. Khuya rồi, ba mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ok, đừng làm khuya quá đó. Ừ. Lần trước có nhắc tới chuyện hợp tác với công ty công nghệ sinh học. Ba công ty này tôi đã có xếp hàng. Thứ nhất chính là Kim Lăng của Đài Loan, thứ hai là DJ của Nhật Bản, còn thứ ba là TKC của Mỹ. Luận về tài sức và bối cảnh thì Kim Lăng không thể nào sánh nổi TKC và DJ. Về phía công nghệ sinh học thì tôi thấy nước Mỹ sẽ thuần thục hơn cả Nhật Bản và Đài Loan. Vậy tại sao cô không chọn hợp tác với lại TKC? Đối tượng nghiên cứu của TKC lấy Âu Mỹ làm chủ, còn thị trường chủ yếu của chúng ta là châu Á, nên tôi cảm thấy Kim Lăng thích hợp với chúng ta hơn TKC. Nhưng thị trường làm đẹp châu Á trước giờ là Nhật Bản đứng đầu đó. Tại sao cô không chọn DJ? Tôi cảm thấy về mặt công nghệ nghiên cứu, hai công ty mỗi bên đều có ưu thế. Nhưng cân nhắc về vấn đề tiền bạc và giá thành thì tôi cảm thấy Kim Lăng trước mắt là sự lựa chọn tốt nhất. Tiền là quan trọng, nhưng cái công ty Đài Loan này là hơi nhỏ và mới nha. Có phải là một lựa chọn tốt nhất không? Công ty công nghệ sinh học của Đài Loan, bất luận là tiềm lực hay tính cạnh tranh đều rất cao. Mọi người có thể xem thử. Nếu vậy về lâu về dài thì chúng ta hợp tác với Kim Lăng, đúng là tiết kiệm không ít tiền. Nhưng mà trước sau tôi cũng cảm thấy TKC là tốt nhất. Ôi, tiền tiết kiệm tốt, tiết kiệm nhiều chút thì cuối năm hoa hồng được chia nhiều hơn thôi. À, mọi người thấy thế nào? Nếu không tính sai thì chúng ta hợp tác với Kim Lăng đích thực là có lợi. Ừ. Nếu mọi người đã đồng ý thì Manny cứ theo hướng này mà làm đi. Ok. Rachel à, trước đó kêu cô giúp chúng tôi liên lạc với công ty này, phía Kim Lăng thế nào? Bên đó trả lời là người phụ trách đã nghỉ phép. Giờ cô giúp tôi sắp xếp một chút, để anh nghỉ phép xong tôi muốn gặp ảnh. Yên tâm đi, tôi biết làm sao rồi. Khách sạn xe cộ bên Đài Loan giải quyết xong hết rồi có phải không? Sắp xếp xong hết rồi anh Đường ơi. Vậy cái ông tổng gì đó của công ty Kim Lăng là Dương tổng. Nè, anh nói đồng ý gặp chúng ta. Chữ nhiều rồi khôn hơn ha. Ê, tôi không khôn, anh Đường anh mới giỏi đó. Tôi nghĩ cái người họ Phan kia sao cũng không ngờ là anh sẽ quay đầu lại đá hắn một cái. Tôi mới không làm cái người tối ngày bị người khác sai. Anh muốn tôi đi, tôi lại muốn ngồi để coi làm gì được tôi. Để tôi giải quyết xong vụ hợp tác với Đài Loan rồi thì tôi sẽ ở lại đây từ từ chơi với Mỹ Thế Đại mấy người. Đài Loan. Dương tổng, tôi là Phong Chi Đường Hồng Kông, Tiền Vĩnh Đường đó. À, chào anh, chào anh, chào anh. Là như vậy. Vào lúc trước á, có một công ty tên Mỹ Thế Đại có liên lạc với tôi đó. Tôi có thành ý hơn họ nhiều. Đây là một chút lòng thành của chúng tôi. Ông chủ biết Dương tổng yêu thích đồ gớm, hy vọng Dương tổng thấy thích. Ông chủ Tiền, anh làm việc đúng là có khác đó nha. Chuyện chúng ta hợp tác với nhau, ngày mai tới công ty chúng ta nói tiếp ha. Được, tốt. Tối nay tôi phải tiếp đãi anh cho tốt đó. Cảm ơn. Gái đẹp tới chưa vậy? Cảm ơn. Qua đây. Chào em. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi xuống đi một lần. Wow, đẹp quá nha. Em tên là gì vậy? Tự nhiên. Lấy bạn rồi. Lần này chắc chắn là muốn lấy bạn của tôi rồi. Đừng có gấp gáp ở đây mà. Em đi tắm cái đã, đợi em nha. Đợi một chút hả? Nhanh lên nha, nhanh lên đó, chịu hết nổi rồi. Kiểm tra. Đưa tay lên đầu mới lên. Làm cái gì vậy? Bởi có người báo cảnh sát đó, ở đây có vụ cưỡng hiếp. Trời ơi, đứng dậy. Cưỡng hiếp cái gì chứ? Đã vô nhầm phòng rồi, cưỡng hiếp cái gì? Cô à, cô không sao chứ? Lúc nãy hắn muốn cưỡng hiếp tôi. Cô nguy biến hả? Cô tự nguyện mà bà Tám. Cô đừng sợ, hai chúng tôi dậy sợ cảnh sát trước. Tôi dẫn cô đi. Nè, cô đừng đi, nè, bà Tám. Đừng nói nhiều. Là cô tự nguyện mà. Nè, đừng đi. Cậu Tường. Anh ơi, tôi là trợ lý của anh đó. Ê nè, anh Đường à, có chuyện gì? Bây giờ làm sao đây? Bà Tám đó vu oan tôi cưỡng hiếp cổ đó. Hai anh cảnh sát ơi, chắc có nhầm lẫn gì rồi. Có chuyện gì vậy? Sợ cảnh sát rồi mới nói sao? Hả? Đi. Anh Đường Con Tường, đi tìm luật sư. Tìm luật sư giúp cho tôi đi. Mau lên. Nè, nhớ tìm luật sư đó. Tìm luật sư giúp cho tôi. Mau lên. Rồi, tôi giúp anh giải quyết. Thả tôi ra ngoài đi. Có ai nghe thấy không vậy? Có nghe thấy không? Thả tôi ra ngoài. Tôi không có cưỡng hiếp mà. Ai đó vu oan cho tôi thôi. Tôi phải gặp luật sư. Nè, ông im lặng đi. Anh nói cái gì chứ? Liên quan gì tới anh đây? Im miệng đi, tôi phải ngủ đó. Đi ngủ thì đi ngủ đi. Ngủ thì ngủ đi Cái gì chứ? Vai của hình xăm là tôi sợ anh sao? Hả? Anh có biết tôi là ai không? Mất kệ ông lại. Được. Tôi không nói chuyện. Tôi không có nói chuyện nữa. Thằng Tượng chết tiệt kia đi đâu mất tiêu rồi. Cậu mau đi tìm luật sư với tôi đi. Tìm luật sư? Thường ngày anh đối xử với tôi ra sao? Tôi xem anh sau khi vào trong đó còn hóng hách nữa hay không. Là anh. Có chuyện gì? Chung cư Hy Lạp, bạn gái cậu cô đi đã thư ký công ty chúng tôi và cậu. Cậu phải luôn muốn có căn nhà để hai người cùng nhau làm ông chủ, sống thật vui vẻ trong nửa đời còn lại sao? Anh Trác đã biết được cô đi là người của tiệm dính đường đưa vào trong công ty. Nhưng cậu yên tâm đi, anh Trác không làm gì cổ đâu. Anh muốn tôi làm gì? Cậu luôn đi theo tiệm dính đường rất vất vả. Cậu đã về hắn mà cố gắng làm việc. Hắn đối với cậu thế nào? Nếu cậu tiếp tục ở bên cạnh hắn ta, cậu không thể nào đạt được ước mơ đâu. Nhưng bây giờ có một cơ hội. Chỉ cần cậu chịu giúp chúng tôi thì căn chung cư này là của cậu. Lần này tôi thật sự có thể cao chạy xa bay, sống những ngày vui vẻ và vô cùng yên ổn với Tuyết rồi. Ken à, trước kia tôi đã nói với anh qua điện thoại về tình hình chi tiết rồi đó. Anh có suy nghĩ gì hay không? Thật ra không phải không có cách. Ngân hàng và các công ty tài chính khác chủ yếu là xem dự án có phần thắng không rồi mới quyết định cho mượn tiền. Tôi cảm thấy nếu như anh chịu mang cổ phiếu của Mỹ Thế Đại ra thế chấp, chắc chắn có cơ hội. Tôi lại không muốn dùng cổ phiếu đó. Không thể anh xem thử trên thị trường còn những người đầu tư khác có tiền hay không? Này Ringo, tôi cố gắng giúp cho anh. Nhưng bây giờ thị trường kinh tế không ổn định cho lắm, cũng không có tiền xoay chuyển nữa. Nếu như anh thật sự muốn tôi giúp anh thì anh phải cho tôi thời gian. Tôi hiểu rồi, nhưng mà càng nhanh càng tốt đó. Ờ, phải rồi. Lần trước anh kêu tôi điều tra vụ án kia, tôi đã có kết quả rồi. Cảm ơn anh. Tôi quyết định giành lấy cơ hội hợp tác với DC Nhật Bản. Vài bữa nữa tôi sẽ bay qua đó hợp với người phụ trách của họ để xem thử có cơ hội hợp tác không. Cậu phải quyết định hợp tác cùng công ty Đài Loan rồi sao? Sao lại đột nhiên thay đổi quyết định vậy? Đúng rồi. Lần trước nói hợp tác với Kim Lăng giá thành là thấp nhất mà. Vì quy mô của công ty Kim Lăng này nhỏ, sợ công ty quản lý không nổi dự án lớn nên họ bảo lưu sự hợp tác này. Vậy giá thành sao? Và lúc này làm thẩm mỹ khoa học thực vật cái gì đó phải chi rất nhiều tiền vốn vào trong đó rồi. Nếu như doanh thu công ty bị giảm sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty chúng ta đó. Tôi lại cảm thấy cách nghĩ tích cực này của Manny rất hợp với mục đích kinh doanh của Mỹ Thế Đại chúng ta. Tôi rất tán thành. Howard, cậu chỉ là YKG phái tới để giám sát tài chính của công ty chúng tôi. Và chúng tôi đang nói tới là phương hướng phát triển của Mỹ Thế Đại. Thân phận của cậu không thích hợp ở đây phát biểu ý kiến cho lắm đâu. Nè anh Hà, tôi cũng muốn nói, tôi chuẩn bị chuyển 5% cổ phần của Mỹ Thế Đại cho con của tôi là Howard. Nếu mọi người không phản đối thì tôi muốn để cho nó làm luôn cổ đông đại diện của tôi nữa. Được, gia nhập thành viên mới cũng là mang tới cảnh tượng mới. Tôi không phản đối. Được. Tôi nghĩ chủ tịch cũng sẽ không phản đối chứ. Tôi không sao hết. Nếu vậy chúng ta bàn về dự án thẩm mỹ khoa học thực vật trước. Tôi tôn trọng mắt nhìn chuyên nghiệp của Manny. Tôi cũng cảm thấy đây là phương hướng phát triển rất có tiềm năng. Lúc nãy cảm ơn anh. Anh thấy đúng thôi. Không phải là do em đề xuất, anh mới mù quáng tán thành đâu. Vậy tôi cũng thấy được anh có chuẩn bị bài vở. Là bởi vì lần trước không đạt yêu cầu, lần này muốn thi lại lấy điểm 10 để ăn nói với bản thân mà thôi. Nói thật nha, anh biết trước kia anh làm sai quá nhiều. Nhưng mà mỗi một người không phải nên có cơ hội để sửa sai hay sao? Em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh biết là anh bắt đầu hơi trễ, Nhưng mà anh có lòng tin, chỉ cần anh chịu nỗ lực hơn nữa, nhất định có thể đuổi kịp tiến độ của em. Anh ngoài việc muốn làm người cộng tác của em trên công việc ra, anh hy vọng có thể làm người bạn đời trong cuộc sống của em. Manny, anh như vậy tôi rất khó không nói thẳng với anh. Em không cần trả lời anh lúc này đâu. Chẳng qua anh muốn chứng minh thành ý của anh mà thôi. Chiếc nhẫn này anh sẽ giữ lại trước. Anh chỉ hy vọng em có thể cho anh cơ hội ở bên cạnh em, để có thể lấy lại số điểm trước kia anh làm em thất vọng. Đợi tới ngày anh lấy được điểm 10 rồi, anh hy vọng anh có thể đích thân đeo chiếc nhẫn này cho em. Về biểu hiện lần này của anh đáng để cộng thêm 10 điểm. Vậy trước kia anh được bao nhiêu điểm? 0 điểm. Hả? Thấp tới vậy sao? Nói với anh lâu như vậy tôi còn chưa ăn trưa nữa. Anh còn nói nữa sẽ trừ điểm anh luôn đó. Ok, anh lấy xe trước, em chờ anh nhé. Ringo, có tin tốt đi. Trên tay tôi có một khách hàng đồng ý mang số tiền đầu tư vào thị trường cho vay, nhưng mà tiền lãi họ yêu cầu nhiều hơn số lãi thông thường một chút. Anh có vấn đề không? Được thôi, tiền lãi có hơi cao, có nghĩa anh cũng coi trọng số tiền. Tôi ok, không vấn đề. Trác Quân Lâm, anh tưởng rằng gạt được tôi bộ dễ dàng lắm vậy sao? Làm nhiều chuyện như vậy cũng là muốn che giấu anh muốn thâu tóm TKC mà thôi. Chỉ cần anh giành lấy TKC với giá cao, tôi không tin anh không bán ra cổ phiếu của Mỹ Thế Đại để mà giành với tôi. Nè, cậu có cần căng thẳng vậy không? Tôi không căng thẳng là gạt anh thôi. Đúng rồi anh Lâm, sao lô hàng phải chia nhập theo ngày, không nhập vào cùng lúc luôn? Thứ nhất, chia theo ngày nhập thì có thể không bị lộ, giá cổ phiếu sẽ không dao động, nhập hàng cũng sẽ được rẻ hơn. Thứ hai, nếu như nhập quá nhiều hàng, Tiên Vĩnh Đường và Lục Nhất Phàm có thể sẽ biết, nhất định sẽ phá rối. Bên Mỹ mở cửa rồi, nghe tôi dặn nha. Ủa, sao lại như vậy? Giá cổ phiếu đang tăng. Con người cố tình nâng giá lên để giành với tôi. Tính sao đây? Có phải tiếp tục không? Tăng thêm 5% cho hắn sợ. Trác Quân Lâm, anh tưởng là không ai biết được sao? Tôi xem anh làm sao chơi được với tôi. Hắn lại ra giá nữa. Được rồi, xem có ai nhiều tiền không. Giá tiền cao gấp đôi. Anh Lâm, người này bị điên rồi. Hãy để lô hàng cho hắn trước đi. Hắn điên bằng tôi sao? Gọi điện thoại cho quản lý Trần, bán hết số cổ phiếu Mỹ Thế Đại của tôi. Tôi lấy 2 lô hàng này. Cao gấp 10 mà anh cũng chịu xem. Alo Ken, sao rồi? Mỹ Thế Đại đột nhiên bán rất nhiều cổ phiếu. Tôi đã nghe theo anh dặn dò, tìm người mua lại rồi. Tóm lại có bao nhiêu thì giúp tôi mua hết bấy nhiêu. Tôi biết rồi. Giá tiền đã cao hơn gấp đôi rồi, anh Lâm thôi đi. Anh Lâm, tôi xem cậu ta còn dám tiếp tục không. Có được mớ tài sản của anh, tôi xem anh làm sao trở mình đi. Chúng ta mua hết hàng rồi. Anh Lâm, anh sao rồi? Anh sao rồi? Anh Lâm, tấm thẻ mới không sao, cửa hàng cũng nói khung hình đó không sao. Không lẽ là tấm thẻ cũ? Cũng là hình thôi mà. Tấm này sao dung lượng nhiều quá vậy? Tập tin này sao quen quá vậy? Trác Quân Lâm, rốt cuộc anh đã làm chuyện gì chứ? Anh Trác, tôi muốn gặp anh một chút. Ngày mai có rảnh không? Chào. Trùng hợp vậy. Phải rồi. Anh Khang đâu? Nó đi tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường rồi, đi công viên động vật. Nè, anh đi đâu vậy? Không, đem đi bỏ rác thôi. Sau đó tính ra ngoài đi dạo một chút. Anh có làm gì không? Em muốn anh cùng em đi tới chỗ này. Anh Khang gần đây trưởng thành rất nhanh, thật sự phải đổi chiếc giường lớn cho nó rồi. Em từng nghĩ một là tu sửa luôn căn phòng cho nó, đổi sang chiếc giường lớn, giống như là chiếc này vậy, bên trên là có thể ngủ, bên dưới có tủ sách, sau đó hộp tủ có thể để đồ. Không gian của căn phòng chắc sẽ rộng hơn. Anh cảm thấy được không? Ringo, anh không sao chứ? Không sao. Cái này cũng được lắm đó. Có thể để cho anh Khang trèo lên trèo xuống. Trèo lên trèo xuống, lỡ như bị té tính sao đi. Cũng là thôi đi, em mua chiếc giường lớn cho nó thôi. Qua kia xem. Chiếc giường này có vẻ thoải mái lắm. Đúng rồi, cũng được lắm đó. Cô à, tôi muốn mua bộ giường này. Được thôi, anh chị có xem luôn giường người lớn và niệm giường không? Chúng tôi đang khuyến mại nếu cô mua giường em bé cộng với giường người lớn hay niệm giường sẽ được nửa giá. Lời lắm rồi đó. Không cần đâu, tôi chỉ lấy chiếc giường này thôi. Không phải đâu, niệm giường đó thật sự ngủ êm lắm. Cô qua đó xem thử đi. Qua đây đi. Bên này nè, cô có thể nằm thử trên giường. Phải đó, cũng êm lắm đó. Nằm lên đó mới biết cô có hợp không, cô thử đi. Không thử không được đâu, em thử đi. Carrie à, cô qua đây chút đi. Được, thật ngại quá, hai người cứ nằm thử trước nha. Được rồi. Giường này thoải mái thật đó. Hay là mua luôn nha. Đi mua giường ngủ không phải chỉ thử một chút là hợp đâu. Từ từ chọn đi. Anh nói cũng đúng. Con người sử dụng 1/3 cuộc đời để ngủ, cũng nên lựa chọn cẩn thận. Em có rất nhiều thói xấu. Em đó, chiếc giường lớn cỡ nào cũng được, em cũng chỉ nằm một bên trái. Lúc em ngủ say rồi, thích giành mình người khác, có khi còn đá người ta. Cũng có khi nhét cả cái áo chưa giặt vào tủ áo. Không bao giờ ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh. Từng ăn qua hộp bơ quá hạn. Hôm nay anh làm sao vậy? Anh không sao, suy nghĩ chút việc thôi mà. Nếu anh có chuyện gì có thể nói với em. Nếu em giúp được thì sao? Có những chuyện anh muốn nói thật với em. Anh chịu kể em nghe chuyện yêu đương của anh rồi hả? Bộ em chỉ muốn biết chuyện này thôi sao? Nếu như anh muốn nói thì em muốn nghe hết mọi thứ. Sau này đi, anh sẽ nói hết tất cả mọi thứ cho em nghe. Anh nói đó nha, không được nuốt lời đâu. Nè, hai người cảm thấy sao hả? Tôi mua chiếc giường trẻ em là được rồi. Được thôi, cô vui lòng theo tôi qua kia để nhận địa chỉ giao hàng nha. Được rồi, anh ghi giúp cho. Em đi xem thử có cái nào hợp ý hay không. Cô à, thật ngại quá. Khi nãy cô thử niệm bên đó, có phải bỏ quên điện thoại không? Là của bạn tôi đó. Cảm ơn cô. Tôi đang bị kẹt xe, chắc sẽ tới trễ một chút. Xong rồi. Anh quên điện thoại nè, đồ lãng trí. Cảm ơn nha. Lát nữa có đi ăn cơm chung không? Không được, anh phải tới sân bay đón đứa bạn, không đi được rồi. Lần sau vậy. Ừ, lần sau nha. Ừ. Ringo, sao lại hẹn tôi ra đây? Trước đây có một chuyện tôi nghĩ hoài cũng không nghĩ ra. Gần đây thì tôi nghĩ ra rồi. Nhưng mà tôi muốn xác minh lại suy đoán của tôi có đúng hay là không, cho nên mới tìm anh Trác đây giúp tôi một tay. Suy đoán gì vậy? Hay là để tôi hỏi anh nhé. Chỗ này có phải khiến anh cảm thấy rất khó chịu hay không? Cậu muốn nói cái gì chứ? Theo như tôi được biết, anh và Vincent rất thân với nhau. Anh rất quý mến tài năng của ảnh, cho nên mời ảnh sang Mỹ Thế Đại để giúp anh nghiên cứu sản phẩm mới. Quả nhiên, đã mau chóng có thành tích. Sản phẩm đẹp da Dr. House mà ảnh làm ra rất là thành công. Anh tưởng Mỹ Thế Đại sẽ mau chóng được lên sàn. Ai ngờ anh vì muốn kiếm lời, anh đã dùng nguyên liệu kém chất lượng để sản xuất ra sản phẩm mới này. Cuối cùng đã bị Vincent phát hiện ra. Anh rất sợ ảnh tố cáo anh càng sợ sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Cho nên mới nói cái chết của Vincent là có liên quan tới. Sao vậy? Không trả lời coi như anh thừa nhận rồi đó. Ừ? Câu chuyện này cũng khá hay đó. Cậu có thể làm biên kịch rồi. Anh có thể trả lời tôi một cách bình tĩnh như vậy. Anh cũng là nam chính xuất sắc nhất rồi đó. Hay là cái việc phản bác lại anh cũng không dám? Sao tôi phải đi phản bác chuyện không có thật chứ? Anh có dám nói ngày Khang Nhật Phong mất tích anh không có ở đó hay không? Tôi không cần phải trả lời cậu. Khang Nhật Phong không chết oan uổng như vậy được đâu. Anh tưởng ngoài anh ra sẽ không còn ai biết được sự thật sao? Nhưng mà anh thật sự thấy áy náy, hay là muốn giả làm người tốt? Mấy năm nay anh chăm sóc Ringo và con của cổ như vậy. Như vậy còn chưa đủ, anh còn dùng điện thoại Vincent giả làm Martin. Tại sao lại bỉ ổi quá vậy? Nói bỉ ổi, không ai sánh được với cậu. Anh đừng đánh trống lảng đó. Cậu muốn biết sự thật chứ gì? Hôm nay tôi sẽ nói sự thật ra. Cậu chính là con trai của tôi, Trác Vũ Hiên. Ông biết được từ khi nào? Cậu tưởng cậu làm giả bản xét nghiệm ADN thì có thể gạt tôi sao? Cậu thay tên đổi họ, nghĩ đủ mọi cách để vào Mỹ Thế Đại, chính là muốn phá nát công ty của tôi để báo thù tôi. Cậu tiếp cận Văn, chính là cậu lấy được thông tin của Mỹ Thế Đại từ cô ấy. Bây giờ cậu nói tôi tốt với cô ấy là vì mục đích khác. Vậy còn cậu? Cậu xem Văn là gì? Tôi với Văn ra sao không hề liên quan tới ông. Tôi cũng không cần phải giải thích với ông làm gì hết, bởi vì ông không có tư cách. 17 năm trước, ông đã bỏ rơi tôi ở bên Thái Lan. Ông bỏ rơi má của tôi. Tôi đã không còn quan hệ gì với ông nữa cả. Hiên à, có những chuyện không phải con không nhận thì không phải. Chúng ta là hai cha con, đây chính là sự thật. Có những chuyện không phải là ông đã làm rồi, ông không nhận, thì tức là nó chưa từng xảy ra. Ông hại chết má của tôi. Ông hại chết Khang Nhật Phong. Cho dù tôi không tìm ra chứng cứ, tôi cũng sẽ có cách đối phó với ông. Đối phó tôi? Một mình con sao? Đồng bọn con không phải bỏ đi rồi sao? Hả? Văn, sư cô ở đây vậy? Tôi có chuyện muốn hỏi anh cho rõ. Chúng ta vào nhà rồi nói. Văn à, có chuyện gì gọi điện cho tôi được rồi, cần gì đích thân tới đây? Có phải có chuyện quan trọng không? Anh Phong luôn xem anh là anh hai, luôn rất tin tưởng anh, rất quý trọng anh, nên tôi cũng như vậy. Nếu như anh xem chúng ta là bạn thì tôi muốn anh thành thật trả lời tôi chuyện này. Chuyện gì vậy? Cái chết của Phong có liên quan tới anh không? Chuyện này rất phức tạp đó. Anh đừng có nói dòng do nữa. Hôm nay anh không nói sự thật cho tôi biết, tôi sẽ đem chuyện Ringo là con trai của anh nói cho tất cả mọi người nghe. Sao cô lại biết? Chuyện anh nói với Ringo tôi đã nghe hết rồi đó. Hai cha con anh cũng giỏi thật, đều rất giỏi gạt người khác, rất giỏi nói dối. Tôi và anh Phong đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại gạt giúp tôi? Sao anh phải hại chết anh Phong chứ? Tôi không có hại chết Phong. Chuyện này không phải như vậy. Kem đẹp da của chúng ta đã thông qua các xét nghiệm rồi, hiệu quả rất là tốt, có thể tung ra thị trường được rồi. Tốt lắm. Có nó rồi, có thể tăng doanh số của Mỹ Thế Đại. Chắc chắn là chúng ta sẽ mau chóng lên sàn chứng khoán. Tôi cũng hy vọng là có thể mau chóng thành công. Nếu không thì phải làm cả ngày, không có thời gian bên Văn và bé Lạc. Bọn họ không tha cho tôi đâu. Tóm lại anh em chúng ta cùng cố gắng phát triển Mỹ Thế Đại. Tiếp tục cố gắng. Tiếp tục cố gắng. Ê, anh Tạm mà, anh biết Dr. House chúng ta bán chạy ra sao mà. Nè, dù bây giờ anh gọi điện qua đây cũng vô ích thôi. Tôi hứa với anh, lô hàng mới sẽ giao qua cho kho của anh liền, ok? Được rồi, anh tin tôi đi, hả? Bye bye. Nè, có chuyện gì vậy? Tại sao nguyên liệu kem đẹp da bị thay đổi rồi? Ban đầu chúng ta sử dụng xạ hương thiên nhiên mà, sao đổi thành xạ hương nhân tạo vậy? Vincent à, xạ hương thiên nhiên rất là mắc, lại khó tìm nữa. Giờ có thứ khác thay thế cũng tốt mà, tiện lợi hơn. Khổ nổi xạ hương nhân tạo của chúng ta bị chứng minh là có tác dụng phụ, sẽ khiến cho phụ nữ bị vô sinh, phải ngừng sản xuất ngay. Vincent à, kem đẹp da là sản phẩm chủ lực của chúng ta. Còn nữa, công ty chúng ta sắp lên sàn rồi. Bây giờ công khai chuyện này ra, chúng ta chết ngay lập tức. Bây giờ đang nói tới vấn đề phụ nữ vô sinh kìa. Chúng ta không thể vì lợi nhuận mà bỏ mặc chuyện này được. Tôi không phải bỏ mặc chuyện này. Kem đẹp da có thể ngừng sản xuất, hàng hóa trên thị trường cũng có thể thu hồi lại. Nhưng mà anh bắt tôi công khai đi nhận lỗi và chịu trách nhiệm thì phải suy nghĩ cho kỹ lại đó. Anh có biết mình đang nói gì không vậy? Đương nhiên tôi biết mình đang nói cái gì rồi. Tôi cần thời gian, chẳng lẽ suy nghĩ lại cũng không được sao? Được, tôi có thể cho anh chút thời gian, nhưng mà không được quá lâu đâu. Nè, có phải đã hẹn với đám phóng viên hay không? Anh muốn làm gì? Có phải muốn công khai không? Không phải nói cho tôi thời gian để tôi tự xử lý sao? Nếu giờ đã nghĩ ra cách xử lý chưa? Tôi biết làm vậy rất tàn nhẫn với anh, nên để tôi làm. Tôi sẽ thay anh công khai chuyện kem đẹp da có vấn đề. Tôi thay anh công khai xin lỗi. Anh bị điên rồi phải không? Anh có biết anh làm như vậy Mỹ Thế Đại chúng ta phải đóng cửa không hả? Là anh bị điên chứ không phải tôi bị điên đâu. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, làm sao anh có thể xem như không có chuyện gì được? Anh ngủ ngon giấc được không? Mất đi Mỹ Thế Đại tôi cũng không ngủ được. Kiếm tiền không phải vậy đâu. Tôi không phải vì tiền, tôi chỉ muốn giữ lấy Mỹ Thế Đại thôi, anh có hiểu hay không hả? Xin lỗi anh, tôi không giúp được anh. Nè, công ty cũng có phần mà. Anh có phải muốn chết chung hay không đây? Anh vẫn còn chưa hiểu. Tôi và anh khác nhau ở chỗ tôi không phải lúc nào cũng lo cho bản thân mình. Làm ăn cũng phải có trách nhiệm với xã hội chứ. Nè, anh không nói rõ ràng với tôi nè, thì đừng hòng bỏ đi. Tôi không nói nè, đâu, tôi không nói gì hết. Vincent, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi. Vincent! Bà số 9 hả? Ở đây có người bị rớt xuống biển. Tôi xin lỗi. Tại sao vậy? Sao lúc anh có thể cứu ảnh mà anh lại không cứu? Lúc đó chỉ có một mình anh ở đó, tôi ngoài anh ra không còn bất cứ ai khác cứu được ảnh nữa. Tại sao vậy? Sao bao nhiêu năm như vậy rồi mà anh không nói tôi biết hả? Sao lại gạt tôi bao nhiêu năm như vậy chứ? Dặn à, tất cả những gì tôi nói lúc nãy đều là sự thật. Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa.